tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cảm ơn anh, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị đến với chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ talk show do Cảm ơn anh phụ trách. Và chương trình này được phát hình hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật lúc 3:30 cũng như là sáng thứ ba lúc 9:30. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là tạo một nhịp cầu nối để quý vị ở nhà có thể biết thêm về những sinh hoạt của các anh chị em nghệ sĩ cũng như là những chương trình sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta. Kính thưa quý vị, trong hơn 6 năm vừa qua chúng tôi có dịp để thư chuyện cùng với quý vị và quý vị cũng biết những cái sinh hoạt của các anh chị em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mạnh phép nói thêm về một chương trình rất là mới của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, cũng nhằm trong mục đích là bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam. Hiện nay thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ tổ chức một chương trình có thể là đào tạo và phát triển những tài năng trẻ trong âm nhạc. Thì để thực hiện chương trình này thì trong hơn 2 tháng vừa qua, câu lạc bộ tình nghệ sĩ đã có những lớp miễn phí dành cho thiếu nhi ở tuổi tuổi từ các em từ lớp 2 cho đến cấp bậc đại học có thể đến để tham dự những cái lớp học nhạc cũng như là lớp múa. Và ngày 12 tháng 8 sắp tới đây, câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ chính thức ra mắt chương trình này mà quý vị thấy trên cái tờ poster chúng ta đang có trên màn ảnh. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất là hân hạnh có sự hiện diện của chị Lisa Trần, một người có thể nói rất là nhiệt tình và đã tham dự trong chương trình của câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng như chương trình đào tạo tài năng trẻ. Cũng như là bé Kelly, bên này là Kelly cũng đến chương trình và cũng là một cái người mà phải nói là cũng theo chương trình từ lúc đầu. Thì mời chị Lisa Trần gửi lời chào đến quý khán giả đang theo chương trình. Lisa xin kính chào quý khán thính giả của đài IBC 57.8. Hôm nay Lisa cũng hân hạnh được đến với hội trưởng Cao Minh Hưng của câu lạc bộ tình nghệ sĩ và cùng với em học trò thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ em Kelly. Kelly gửi lời chào. Dạ con xin kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Kính thưa quý vị, như là chúng tôi có thưa trong một chương trình trước đây thì cái chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ là một cái mục đích mà chúng tôi thực hiện. Và thì nó là một cái ước mơ chúng tôi cũng như là cố nhạc sĩ Anh Bằng đã ôm ấp và chúng tôi thực hiện cái hoài bão là muốn xây dựng một cái thế hệ trẻ tiếp nối những cái gì mà chúng ta đang thực hiện. Và ngày hôm nay thì sau hơn 6 tháng hoạt động, câu lạc bộ tình nghệ sĩ có cái dịp, có cái cơ hội để thực hiện chương trình này. Thì đó là một cái điều chúng ta có thể nói là rất là hãnh diện để thực hiện chương trình này. Và một người có thể bỏ rất là nhiều tâm huyết, công sức để cùng với chúng tôi trong cái ban điều hành cái chương trình này không ai khác hơn chính là chị Lisa Trần. Thì nhân đây thì chị Lisa Trần có thể chia sẻ thêm những cái một số cảm nghĩ cũng như là chia sẻ về chương trình này đối với những quý vị khán giả lần đầu tiên nghe về chương trình này. Mời xin mời chị. Dạ, thưa cảm ơn anh Cao Minh Hưng. Kính thưa quý khán thính giả, thì theo như Lisa nghĩ là một trong những mối quan tâm lớn của chúng ta tại đất nước Hoa Kỳ này, thì chúng ta là bậc phụ huynh nói riêng và nói đến tiếng nói của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại nói chung, là chúng ta chắc chắn quan tâm đến các em trẻ. Khi các em sinh ra lớn lên tại đất nước Hoa Kỳ này thì các em sẽ như thế nào để giữ được cái nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Nền văn hóa Việt Nam đây thì chúng ta nói trong một cái cách chung là nói tiếng Việt, hiểu tiếng Việt, và bây giờ thì nói đến trong nghệ thuật thì hát những bài hát tiếng Việt, hiểu đến những bài hát lịch sử của tiếng Việt đó, cũng như là những màn nghệ thuật về văn hóa dân tộc, về múa, nghệ thuật. Thưa quý vị, thì những cái mối quan tâm đó thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ của chúng tôi cùng với lại cái mục đích của câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì chúng tôi muốn dẫn dắt các em ngay từ bây giờ. Các em còn đầu óc của các em còn non nớt thì chúng ta hướng dẫn các em ngay từ lúc các em còn nhỏ như thế này, để các em bắt đầu thích thú về những cái văn hóa Việt Nam của chúng ta qua những bài hát, bài múa. Và trong cái chương trình mà câu lạc bộ tình nghệ sĩ tổ chức đây cho dành cho các em thì thưa quý vị, là một chương trình mà hoàn toàn miễn phí, và các em có các thầy để hỗ trợ, để giúp trong những phần học hỏi.
thì chúng tôi cũng rất là phải nói là rất là vui mừng vì đã có những cái sự khuyến khích của các anh chị em câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng như là các quý vị đã khuyến khích chúng tôi về cái chương trình đào tạo tài năng trẻ này. Rất là cảm ơn chị Lisa, chị cũng là trưởng ban kế hoạch của câu lạc bộ tình nghệ sĩ đã chia sẻ những cái tâm tình, những cái mục đích mà chúng tôi thực hiện chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ này. Thì kính thưa quý vị, đúng như tâm tình của chị thì chúng ta đã từng nghe cái câu nói là tiếng Việt còn, người Việt còn, thì cũng là một cái phương châm mà chúng tôi cố gắng thực hiện chương trình này để cho những mầm non như em Kellyanne đến đây. Thì em cũng là một trong những cái học sinh đến tham dự chương trình từ những ngày đầu. Thì em cháu có thể nói với quý vị khán giả là chương trình là con đang học lớp mấy bây giờ? Dạ con đang học lớp 7. Lớp 7 hả? Và con có đi những cái cuối tuần bố mẹ có dẫn con đến học những lớp Việt ngữ không? Dạ có. Không riêng gì Kellyanne mà hình như là Kellyanne có một em gái cũng tham dự chương trình này, bé Kellyanne. Thì hai chị em hát rất là dễ thương mà chắc là ngày 12 tháng 8 sắp tới đây quý vị sẽ đến để xem những cái chương trình, những cái màn trình diễn của các em. Thì Kellyanne có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của con khi mà con đến tham dự cái chương trình của câu lạc bộ tình nghệ sĩ tổ chức không? Dạ con cảm thấy là rất là vui. Thầy và cô rất là thương các con. Cái thầy cô là phải nói là rất là thương con như những cái lời nói. Cái thứ vì đúng như vậy, đó là cái tâm hồn, cái tâm huyết mà các anh chị em trong ban điều hành câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng như là các thầy cô đến để hướng dẫn các em. Thì một lần nữa thì kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình mà câu lạc bộ tình nghệ sĩ sắp sửa tổ chức đây ngày 12 tháng 8 tại nhà hàng Majesty. Thì chị Lisa có thể nhanh chóng cho biết những cái thông tin để quý vị nếu mà đến tham dự chương trình này cũng như là có những cái phụ huynh đang theo dõi chương trình này có các con em mà muốn tham dự chương trình thì có thể liên lạc với những số điện thoại nào thưa chị? Dạ kính thưa quý vị, thì chương trình này rất là đặc biệt. Một lần nữa thì đây là chương trình của các em thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ ra mắt quý vị. Hãy liên lạc với Lisa ở số là 714-837-5793 hoặc là anh Cao Minh Hưng ở số 714-403-9315 để thêm những chi tiết cho quý vị. Thì chương trình sẽ được buổi ra mắt sẽ được tổ chức tại nhà hàng Majesty. Nhà hàng này ngay trên đường Edinger và Euclid vào tối thứ Sáu ngày 12 tháng 8 lúc 6 giờ tối. Thưa quý vị, thì bao gồm ẩm thực, vé đồng hạng sẽ là 25 đồng một vé và vé VIP sẽ là 45 đồng một vé. Thì chương trình những tiết mục sẽ xin được gửi đến quý khán thính giả trong phần kế tiếp. Kính thưa quý vị, đúng như vậy, phần 2 của chương trình thì Cao Minh Hưng xin phép tôi sẽ chia sẻ thêm một số chi tiết của chương trình. Thì trước khi tôi gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại thì nhân cái bác Kellyanne đây, con có thể chọn một bài hát để gửi đến quý vị đang theo dõi chương trình không? Mời con nhờ một lời chúng ta mời quý vị theo dõi tiếng hát của con. Dạ con xin hát bài Cầu Cho Cha Mẹ. Cầu Cho Cha Mẹ, rất tiếc là bữa nay không có đàn nhưng mà con có thể hát không có nhạc được không? Rồi mời con. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngọt ngào, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin anh trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để đáp ân tình, ơn điện trời ghi khắc trong tim. Wow. Thưa quý vị, tiếng hát này sẽ đến với chương trình ngày 12 tháng 8 sắp tới đây.
Chúng tôi cũng rất là mong muốn quý vị đến để tiếp tục ủng hộ các anh chị em trong ban điều hành của Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ. Cái sự tiếp tay của quý vị rất là quan trọng. Như là chị Lisa có tâm sự lúc đầu, những thực hiện chương trình này thì cũng có, chúng tôi cũng cần những cái kinh phí để thực hiện chương trình, để tiếp tục những cái chương trình này, thì sự tiếp tay của quý vị, sự hiện diện của quý vị trong ngày 12 tháng 8 cũng là một cách để quý vị tiếp tay với chúng tôi để tiếp tục những cái mầm non như bé Cliana cũng như rất là nhiều em trong cái chương trình này, để chúng ta tiếp tục có những cái chương trình, những cái thế hệ trẻ tiếp nối con đường bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Thì nhân đây thì chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sau đó xin quý vị trở lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay.